Tuấn xin chào tất cả mọi người đang đến xem video trên kênh YouTube của Tuấn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Tuấn sẽ quay chia sẻ đến mọi người mình một cái số cái mẫu gạch men dán ốp tường làm cổng rất là đẹp nha mọi người. Thì nhà của Tuấn cũng đang làm tường rào cổng ngõ. Quay lại gần. Này màu trắng đen, đá trắng đen kết hợp lên nhìn nó có sự sang trọng. Phía ngoài này chuẩn bị ốp thêm nha mọi người. Đó. Rồi, tôi lút xa xa ra. Hết từ đầu kia qua tới đầu dưới này luôn. Đó, đầu dưới luôn. Đang quay hình chia sẻ đến bà con nè, mẫu gạch men đẹp. À, từ gì đó là có 1 tháng là xây từ rào cũng bỏ. 2 tháng xây nhà quá. Thầy Bảy, đây là thầy Bảy phù hộ. Tối qua nhậu chứ bạn? Tối qua nhậu hả? Trường đâu đang ngồi uống nước uống trà đàm đạo rồi, đâu biết cái vụ gì đâu. Mình chuẩn bị ốp trực tiếp vô nha mọi người. Chúng qua cái cảnh ốp với gạch vô luôn. Qua cái đây mà thầy Lộc của Hồ thấy cũng phải thích. Dưới đây sẽ mưa. Sáng này thấy mát mát này, không biết có mưa hay không. Đây, chuẩn bị các thợ trực tiếp ốp vô. Đường nào? Đường L gạch đấy. Hôm nay ta đắt chỗ nào? Sân sân mới hả? Sân sân mới hay sao? Bên 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 trái còn nhà thờ hả? Ờ, đi trước đi. Hai viên gạch xuống vậy đấy, cho thì hết luôn. Đó.
bây giờ tới cái thời gian mà mình phải đi làm à. Video mà Tùng quay chia sẻ những cái mẫu gạch men ốp tường cổng đến đây thôi. Hãy coi thấy thích thì bấm đăng ký kênh, bấm like. Xin chào tất cả mọi người.